Chủ đề 3. Trang trí mặt nạ. Tiết 1. Giới thiệu tỷ lệ khuôn mặt người. Rồi bây giờ bắt đầu. Chúng ta vào phần 1 la mã quan sát nhận xét. Các bạn vừa nghe hướng dẫn, vừa tham khảo sách giáo khoa thêm. Như các bạn đã biết thì mỗi người và ở mỗi lứa tuổi khác nhau thì có một khuôn mặt riêng, một đặc điểm riêng. Và hôm nay mình sẽ quan sát cho cô hình bên trái của các bạn là khuôn mặt trẻ sơ sinh và bên phải là khuôn mặt trẻ em. Và các slide sau là sẽ là một số hình ảnh về các lứa tuổi như là thanh thiếu niên, thanh niên là người trưởng thành đó. Và người lớn tuổi thì cái tỷ lệ khuôn mặt nó sẽ như thế nào và quan sát đặc điểm ở các lứa tuổi cho cô ha. Tỷ lệ các bộ phận trên khuôn mặt mỗi người, trán, mắt, mũi, miệng đều khác nhau, như là to, nhỏ, hoặc là nó dài, ngắn, hoặc là rộng, hoặc là hẹp, vân vân. Đôi mắt, vẻ mặt thường là biểu hiện cảm xúc và tình cảm của con người, như là vui, buồn, tức giận. Chúng ta sang phần 2 la mã, tìm hiểu tỷ lệ mặt người. Thì qua nghiên cứu, người ta đã tìm ra tỷ lệ chung cho các bộ phận trên khuôn mặt người như sau. Và chúng ta sang phần số 1 nhỏ, là tỷ lệ các bộ phận khuôn mặt chia theo chiều dài. Như các bạn đã thấy ở cái hình đây là một người trưởng thành, chân dung của người trưởng thành. Thì chiều dài khuôn mặt của người trưởng thành thì chia làm 3 phần. 1 phần 3 chúng ta sẽ tính từ chân tóc cho đến chân mày. Phần thứ 2 là tính từ chân mày cho đến chân mũi. Và phần thứ 3 đó là chân mũi cho đến cằm. Và còn cái tai, cái lỗ tai bên hông á, thì mình sẽ tính là dài là khoảng từ lông mày cho đến chân mũi. Số 2 nhỏ, tỷ lệ các bộ phận khuôn mặt chia theo chiều rộng. Thì chiều rộng của khuôn mặt mỗi người chia làm 5 phần. Và dùng chiều dài của một con mắt người đó làm chuẩn thước đo cho tỷ lệ chiều rộng, tức là chiều ngang của khuôn mặt khi mà chúng ta vẽ họ. Thì góc bên phải bên dưới của các bạn cũng có cái hình minh họa, chúng ta nhìn để chúng ta biết cái cách là chúng ta sẽ đo chiều ngang của một con mắt, tức là 1/5. Rồi bên đây thì còn cái hình bên trái chân dung của các bạn đang thấy đó là có 5 cái mũi tên màu vàng tương ứng đó. Chúng ta sẽ quan sát cái cách đo như vậy để khi mà vẽ thì thực hiện theo các bước này để nó chính xác cái bài của mình hơn. Những đặc điểm chú ý khi mà vẽ khuôn mặt trẻ em và người trưởng thành, chúng ta sẽ lưu ý là khi vẽ thì chúng ta cần quan sát tìm ra tỷ lệ các bộ phận trên nét mặt của người mẫu, ví dụ như là trán cao, trán thấp, đó mũi dài hoặc mũi ngắn, mắt to, mắt nhỏ, hoặc là miệng rộng hoặc là hẹp. Trẻ em như là cái hình bên trái các bạn đang thấy thì lông mày ở giữa, ở khoảng giữa chiều dài của đầu ở giữa, tức là chia ra 1/2 tầm 1/2. Còn với cái hình của bên phải như người trưởng thành thì mắt ở giữa chiều dài của đầu, tức là mắt ở tầm ở giữa là cũng chia ra 1/2 tỷ lệ. Lưu ý cái đặc điểm đó. Vừa rồi chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu về cái bài vẽ theo mẫu giới thiệu tỷ lệ khuôn mặt người. Thì bây giờ cô có một cái bài tập nho nhỏ thì cho các bạn, là các bạn hãy quan sát khuôn mặt người thân của mình để tìm ra cái tỷ lệ của mắt, mũi, miệng
chúc các bạn hoàn thành bài tập tốt và hẹn gặp lại các bạn.